Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Lâm Đồng bác bỏ tin đồn sạt lở đất khiến 22 chiến sĩ bộ đội tử vong. Do không tìm hiểu kỹ thông tin, rất nhiều người đã tương tác với bài viết lan truyền rằng sạt lở đất tại Lâm Đồng khiến 22 chiến sĩ bộ đội tử vong. Ngày 31 tháng 10, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định thông tin sạt lở đất ở Lâm Đồng khiến 22 chiến sĩ bộ đội tử vong đang lan truyền trên mạng là bịa đặt, hoàn toàn không có thực. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đây là thông tin giả, hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Trước đó, những ngày qua trên Facebook khu vực Lâm Đồng lan truyền thông tin có tựa đề sáng nay ngày 28 tháng 10, sạt lở đất ở Lâm Đồng, 22 chiến sĩ bộ đội tử vong. Cùng với dòng trạng thái trên, bài viết còn kèm theo một số hình ảnh liên quan đến vụ sạt lở đất xảy ra tại miền Trung vào mùa mưa năm trước. Do không tìm hiểu kỹ thông tin, rất nhiều người đã tương tác với bài viết này. Việt Nam Plus ghi nhận tại thời điểm trưa ngày 30 tháng 10, tại một fanpage Facebook có tên viết tắt NG đã đăng tải bài viết này thu hút gần 60.000 lượt bình luận và 1.000 lượt chia sẻ. Đa số người đọc đều bày tỏ tiếc thương và hoang mang về vụ việc đau lòng với những hình ảnh mà các đối tượng đăng tải. Một số người cũng nhận ra là thông tin giả mạo, lên tiếng cảnh báo và tố giác tới cơ quan chức năng. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra, xác minh và xác định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Hình ảnh trong bài viết mà những người này sử dụng được lấy từ vụ sạt lở đất tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, làm 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 bị vùi lấp vào ngày 19 tháng 10. Lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo mỗi cá nhân cần tỉnh táo và kiểm chứng khi tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội. Khi phát hiện hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng, hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.